Và kính thưa quý vị, như chúng tôi đã thưa trong tuần vừa rồi, có ba cái sự kiện đau khổ cho nhân loại. Thứ nhất là Shinzo Abe đã ra đi, mất mát lớn cho nhân loại, một người xuất chúng về vấn đề lãnh đạo, nhưng mà lại tạo thành công cho cái đảng của ông ta, đảng LTD ở Nhật Bản, trong cuộc bầu cử vừa rồi đã thắng một cách khủng khiếp, đến nỗi bây giờ chiếm 2/3 quốc hội của Nhật Bản. Cái túc số đủ để mà làm gì? Cải tổ hiến pháp. Cái mục đích của Shinzo Abe là muốn cải tổ hiến pháp, nâng cấp về an ninh của Nhật Bản lên Bộ Quốc phòng. Công việc dang dở ông đã phải ra đi. Và bây giờ cái người kế nhiệm của ông thừa quyền và thừa tài, khi mà quốc hội chiếm 2/3 số ghế của đảng LTD, đó là đảng cầm quyền. Rồi đây tổng cộng sẽ đau khổ, bởi vì quân đội của Nhật Bản bây giờ vũ khí đã tối tân vô cùng, những cái khu trục hàm vẫn có thể hạ cánh tàu bay được, những tiền thủy lĩnh nguyên tử đầy đủ. Cho nên cái chết của ông Shinzo Abe là một cái thắng lớn cho dân tộc Nhật Bản. Cái thứ hai là quốc gia Anh Quốc, ông Boris Johnson đã phải từ chức là vì ông thương người. Quý vị biết rằng là ông chỉ có mang tiếng về cái vấn đề tổ chức tiệc cho nhân viên trong cái mùa dịch, nhưng cái đó không có đáng kể. Cái đáng kể là ông đã bảo vệ cho một tên đảng viên của ông trong quốc hội mà tên này là đồng tính luyến ái. Tên này đã mò mẫm hai tên dân biểu đàn ông khác ở quốc hội trong lúc họp và đã bị tố. Và khi người ta hỏi đến ông Boris Johnson, ông bảo ông không biết chuyện này. Nhưng mà khi ra tòa chúng nó phản phé, bỏ có, ông ấy biết rõ ràng. Thế thì quý vị biết rằng đối với Cộng sản Tập Cận Bình thì ba cái chuyện lẻ tẻ không đáng kể. Chúng nó làm cho nước nghèo, chúng nó làm cho nước khủ hóa mà chúng nó còn không từ chức. Bởi vì cái bọn cán ngố bao giờ mặt mày nó cũng dày dặn, nó như là mặt thủy tinh, càng trà càng bóng, chúng nó không biết xấu hổ là cái gì. Nhưng mà đối với dân tộc văn minh nước Anh, một ông thủ tướng không có quyền để mang tiếng những cái vụ về vấn đề tư cách. Vì thế mà người ta áp lực ông phải nghỉ việc. Và bây giờ có nhiều nguồn tin cho biết có thể bà ngoại trưởng của ông sẽ lên thay thế. Hiện nay có đến 10 người họ đang ra tranh cử cái chức thủ tướng. Ông sẽ từ chức vào cái khi mà đảng của ông lựa ra được thủ tướng mới. Rồi quốc gia thứ ba đau khổ đó là Sri Lanka. Vì theo tổng cộng giờ này tan nát. Quý vị nhớ các quốc gia mà theo tổng cộng là cái thứ ăn mày hết. Quý vị có nhớ Myanmar không? Miến Điện không? Đi theo tổng cộng đến giờ này, cái tụi gọi là mấy tên quân phiệt, nó đi theo tàu cộng, nó hủ hóa, nó ăn tiền, nó thối nát. Nó mới lấy cái dân của nó đi tiêu diệt dân Rohingya, là dân Hồi giáo. Dân Phật giáo nó tiêu diệt Hồi giáo. Cuối cùng thế giới chửi. Aung San Suu Kyi cũng là theo tàu, mà bọn Tham Quê là quân phiệt cũng theo tàu, mà hai chi nhánh khác nhau giờ này tan nát. Trong khi Miến Điện là một cái vựa lúa của miền Nam. Quốc gia theo tàu tan. Tôi đã nhiều lần thưa với quý vị, theo tàu là chết. Thế nhưng mà ở những cái nước độc tài, chúng nó chả biết thế nào là chết. Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi, miễn là nó có tiền nó đút túi cho nó, cho đảng viên của nó, rồi đưa vợ lớn và bé ra ngoại quốc qua Hoa Kỳ ở. Rồi chúng ta lại có một bản tin nữa để có quý vị thấy rằng là Elon Musk hôm thứ Sáu vừa rồi đã chính thức tuyên bố không mua Twitter nữa. Lý do là vì kể từ tháng 5, ông ta yêu cầu hội đồng quản trị của Twitter đưa ra bằng chứng giải thích là tại sao chỉ có 5% là những cái account giả, mà trong khi ông ta đã nghiên cứu, phái đoàn điều tra của Elon Musk đã tìm ra từ 25-40%. Không những là
không có thật mà là còn lừa bịp. Họ đưa ra một bằng chứng, cái tên Cán Ngũ Tòa Bạch Cung, Twitter nói rằng là nó có 23 triệu người theo, nhưng mà bên Twitter đó không cho giải thích, mà bên Elon Musk lại tìm ra chỉ có 11 triệu người theo, tức là 13 triệu người không có thật, trên 50%. Và từ đó đến bây giờ Twitter biết là cái chuyện này lưu manh không thể nói được, cứ cố ý câu giờ và cứ đòi Elon Musk là phải kết thúc cái vụ mua bán này. Mà quý vị biết rằng là mua bán này nó quá lời. Hiện nay cái cổ phiếu share, những cái stock của Twitter trị giá ở trên thị trường chứng khoán có $36 một cổ phần. Mà ông đã Elon Musk ông ấy trả đến $54 một cổ phần, tức là nó đã chênh lệch $18 một cổ phần. Ông bảo rằng là khi mà nó có đến hơn một nửa là cái vấn đề giả, tôi không có lý do gì mà tôi đi trả thừa đến 14 tỷ. Và cái người đứng đầu của Twitter là một tên Ấn Độ. Và cái người mà kiểm soát chống Donald Trump cũng là một tên nữ luật sư Ấn Độ. Cho nên khi mà nghe cái tin là hội đồng quản trị bán cho Elon Musk, nó khóc òa. Vì nó biết cái chuyện này sẽ không thành công, vì đây là nói láo. Trong hợp đồng đề rõ ràng số account giả chiếm chưa đầy 5% trên tổng số 223 triệu người dùng Twitter. Bởi vậy cho nên nó mới có quảng cáo nhiều. Và bây giờ tìm ra chỉ có vào khoảng trên 100 triệu người. Thế thì còn cái số trên 100 triệu người kia là giả. Thì bây giờ nếu Elon Musk mua vào, quảng cáo người ta chỉ có dựa trên 100 triệu thì làm sao mà đủ xã hội. Vì thế cho nên Elon Musk tuyên bố ngưng, không mua nữa. Hội đồng quản trị của Twitter, mấy tên Ấn Độ này, tôi đã thưa với quý vị, mà một đơn nói xa, Ấn Độ làm sao bằng Do Thái. Do Thái nó nhìn xa, nó hiểu rộng, nó thông minh hơn Ấn Độ nhiều. Bởi vậy Ấn Độ thua Do Thái. Bây giờ Ấn Độ nói rằng là ok, sẽ đưa Do Thái để ra tòa. Elon Musk bỏ go ahead, quý vị ra tòa. Tôi đòi hỏi công ty là phải cho tôi cái bằng chứng, không có. Tôi đòi hỏi cái sự giải thích 5%, không có. Mà bây giờ bắt tôi trả cái quá $18 một cổ phần, đó là cái điều phi lý. Và cái điều này tôi đã thưa với quý vị, Donald Trump là một con người thông minh. Khi mà nghe tin vào khoảng ngày 14 tháng 5, 14 tháng 4, khi mà Elon Musk trả 44 tỷ để mà mua Twitter, Twitter đồng ý bán, Donald Trump nói, Elon Musk nó không có giải đâu, nó không bao giờ mua với cái giá đó đâu. Thì bây giờ thấy rõ ràng. Và vì thế cho nên Elon Musk giờ này, cái mục đích chính của nó không phải là nó mua Twitter, nhưng mà nó muốn cho thế giới thấy rằng Twitter là một cơ quan nói láo, giống như là Mark Zuckerberg Facebook. Và đây Elon Musk đã thành công. Chúng ta sẽ chờ trong một vài ngày nữa để Twitter đưa Elon Musk ra tòa và nói rằng đúng là hợp đồng, khi mà Elon Musk không giữ cái hợp đồng để mà mua trả 44 tỷ thì sẽ bị phạt $1 tỷ. Elon Musk trả lời một câu dễ hiểu, chẳng thà tôi mất $1 tỷ còn hơn tôi mất $14 tỷ, mà chưa chắc tôi đã thua, bởi vì đây là một cái chuyện của Twitter mà không phải là của Elon Musk. Elon Musk đã có đủ tiền, thừa tiền. Các công ty như JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo Bank, Chase Bank, tất cả thế giới đã ủng hộ cho nó vay $26 tỷ. Trong khi nó có tiền mặt $21 tỷ, cộng lại nó có $47 tỷ, mà nó chỉ trả có 44 tỷ, vậy nó còn thừa $3 tỷ. Cho nên không phải nói rằng Elon Musk đã không có tiền, mà giấy tờ đã đầy đủ. Thế thì bây giờ có cái gì? Twitter vì ham mê cái vấn đề 44 tỷ
mà quên đi cái hợp đồng đã ký là phải nói thật. Chứ không 5% là nói láo. Và chúng ta thấy rằng Do Thái bao giờ cũng thắng lại như thế. Rồi chúng ta lại qua một bản tin khác nữa quý vị. Đó là 10 câu chuyện về cách Đảng Cộng sản Tàu xâm nhập tại Brittany của Pháp. Hervé Charbonnier là phóng viên điều tra của tờ Le Telegram, một tờ báo ở Brittany, vùng Bretagne, miền Tây của nước Pháp, có lịch sử gần 80 năm. Ông ta đã có một loạt bài điều tra về những hoạt động của Đảng Cộng sản Tàu tại vùng Brittany. Dưới đây là một câu chuyện cho thấy những cách Đảng Cộng sản Tàu xâm nhập vào vùng này. Thứ nhất, sự kiện Verisco. Thứ hai, con của tình báo cao cấp Cộng sản xin đến Brittany. Thứ ba, kẻ chụp lên căn cứ hỏa tiễn hạt nhân Lillon vào đầu năm 2010. Thứ bốn, nhà nghiên cứu của Viện Đại dương Ephemer bị mắc bẫy. Thứ năm, tọa độ nhạy cảm của máy đo địa chấn tàu cộng. Thứ sáu, tin tức bên lề một trường kỹ thuật ở Brittany. Thứ bảy, bằng sáng chế của Pháp được ghi danh tại tàu cộng. Thứ tám, triển lãm thành cát tư hãn ở Nong không tổ chức được vì vấn đề hương liệu của tàu cộng. Thứ chín, vùng Brittany và vùng Sơn Đông. Thứ mười, tàu cộng và mảnh vỡ hỏa tiễn hạt nhân của Pháp. Đây là 10 cái điều mà tàu cộng đang bị mang tiếng ở Pháp. Và dân Tây nó đã nhìn thấy rõ tàu cộng lưu manh, giống như ở bên Hoa Kỳ thì nó dùng các cái trung tâm khổng tử để nó xâm nhập. Kính thưa quý vị, là một lần nữa tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 3.